Xin chào các bạn. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 22 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử. Cứ mỗi lần ông ấy đến Mỹ, y như rằng ông ấy lại ra về với 60 tỷ đô trong tay." Ông Zelensky rất muốn bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, nhưng tôi sẽ làm khác, tôi sẽ tạo hòa bình, ông Trump nói tiếp với những người ủng hộ mình. Bình luận này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine và rằng sẽ yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thực hiện một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng thù địch. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố trên tạp chí The New Yorker vào ngày 21 tháng 9, Tổng thống Zelensky đã đặt câu hỏi về những tuyên bố của ông Trump. "Tôi cảm thấy ông Trump không thực sự biết cách ngăn chặn chiến tranh, ngay cả khi ông ấy nghĩ rằng mình biết cách. Với cuộc chiến này, nhiều khi bạn càng nhìn sâu vào nó, bạn càng ít hiểu biết." Vào tháng 4 năm 2024, Lầu Năm Góc đã phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô cho Kiev sau nhiều tháng bị một số đảng viên Cộng hòa phản đối. Các quan chức Ukraine được cho là lo ngại rằng nếu ông Trump lên nắm quyền, ông ấy có thể cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine hiện đang ở Mỹ, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Joe Biden, các thành viên Quốc hội, bà Kamala Harris và ông Donald Trump để trình bày với họ về kế hoạch chiến thắng của mình. Mặc dù chi tiết chưa rõ ràng, ông Zelensky nói với ABC News rằng kế hoạch của ông nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho Ukraine và quân đội nước này để gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Theo ông Zelensky, cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev có thể sẽ kết thúc sớm hơn người ta nghĩ. "Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn bè, đồng minh của chúng tôi tăng cường sức mạnh cho chúng tôi. Điều này rất quan trọng," nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm. Được biết, cựu Tổng thống Trump đã nói rằng có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Zelensky trong một chuyến thăm lần này. Hiện cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang rất khốc liệt với sự rút lui của Tổng thống Biden. Cựu Tổng thống Donald Trump rõ ràng đang có nhiều ưu thế lớn, trong đó với phát ngôn có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong 24 giờ vừa gây sự chú ý và cũng mang tới hy vọng cho những người mong muốn cuộc chiến này chấm dứt càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, quan điểm cốt lõi của ông Trump là làm tất cả vì nước Mỹ, và nếu thực sự đứng trên phương diện này, cuộc chiến tại Ukraine có thể sẽ không dừng lại, hoặc ít nhất những gì diễn ra cho thấy nếu ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng thì Nga cũng khó lòng hưởng lợi. Cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Trump, ông Mike Pompeo, trong cuộc trả lời phỏng vấn từ Wall Street Journal WSJ đã tiết lộ một số bước đi mà ông Trump sẽ thực hiện và dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến cuộc xung đột Ukraine cũng như quan hệ giữa Nga và phương Tây. Một trong những hành động đáng chú ý nhất là triển khai chương trình Lend-Lease trị giá 500 tỷ đô cho Ukraine để giúp Kiev có số tiền cần thiết mua vũ khí Mỹ. Điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng quân sự của họ. Trong lịch sử, Hoa Kỳ đã sử dụng Lend-Lease và Thế chiến thứ hai để cung cấp cho Anh và các đồng minh những vũ khí và nguồn lực cần thiết trước khi tham chiến. Ông Pompeo nói rằng chương trình này sẽ được tài trợ thông qua việc cho Ukraine vay tiền thay vì lấy từ người nộp thuế Mỹ. Điều này dự báo sẽ nhận được sự ủng hộ từ những người lo ngại về thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là liệu Ukraine có thể trả được khoản nợ đó hay không, và điều này sẽ gây ra những hậu quả kinh tế gì cho đất nước về lâu dài. Nhưng khả năng cao, Mỹ sẽ tiến hành tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để chi trả. Ngoài hỗ trợ tài chính, ông Pompeo cho biết ông Trump còn có thể dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các loại vũ khí mà Ukraine sở hữu và sử dụng. Điều này bao gồm việc cung cấp những hệ thống tiên tiến như tên lửa tầm xa, tổ hợp phòng không tầm xa và các loại vũ khí công nghệ cao khác. Việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine và cho phép lực lượng này chiến đấu chống lại quân đội Nga hiệu quả hơn. Ông Pompeo còn tiết lộ rằng ông Trump sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thực sự đối với Nga, mang lại hiệu quả hơn các hạn chế hiện tại. Việc thắt chặt trừng phạt nhằm mục đích tăng áp lực lên nền kinh tế Nga và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đề xuất đặt ra các điều kiện cho một thỏa thuận trong tương lai với Nga, bao gồm chấm dứt chiến sự, tăng cường lực lượng phòng thủ Ukraine và không công nhận việc Nga sát nhập Donbass cùng với bán đảo Crimea. Ngoài ra, theo ông Pompeo, Ukraine sẽ được tái thiết bằng cách sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga và sẽ gia nhập NATO và EU càng sớm càng tốt. Liên minh cũng sẽ tạo ra một quỹ trị giá 100 tỷ đô để trang bị vũ khí cho Kiev, trong đó Mỹ đóng góp 20%. Được biết, phương Tây đã đóng băng gần 300 tỷ đô tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Hầu hết khoản tiền đang được giữ tại trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ lớn nhất của EU, Euroclear. Vào tháng 5, EU đã phê duyệt một kế hoạch sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản bị đóng băng để hỗ trợ cho quá trình phục hồi và phòng thủ của Ukraine. Theo các cuộc thảo luận trước đó, Kiev dự kiến sẽ nhận được khoảng 3 tỷ euro, khoảng 3,2 tỷ đô mỗi năm. Vào đầu mùa hè năm nay, EU thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được khoản lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga theo hai đợt. Tháng trước, nhóm G7 cũng đã đạt được thỏa thuận sử dụng tiền lãi từ các khoản tiền bị đóng băng của Nga để tài trợ cho khoản vay 50 tỷ đô giúp Kiev mua vũ khí và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ngoài ra, mới đây hãng tin Forbes của Mỹ vừa công bố bản đồ giá trị tài nguyên thiên nhiên ở Ukraine, bao gồm cả các vùng Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, những khu vực đã được sát nhập vào Nga, cho thấy mục đích rõ ràng của Washington trong việc viện trợ cho Kiev. Các chuyên gia chỉ cần lướt qua tài liệu này cũng đủ để biết rõ Mỹ không hề quan tâm đến các lý tưởng về dân chủ, tự do ngôn luận và mọi thứ khác. Ấn phẩm này gọi Donbass, bao gồm lãnh thổ của các vùng Donetsk và Luhansk, là những vùng vô cùng giàu có về tài nguyên thiên nhiên, với tổng giá trị tài nguyên thiên nhiên của các vùng lãnh thổ này là 7.000 tỷ đô. Ngoài ra, Forbes ước tính giá trị tài nguyên thiên nhiên chỉ riêng ở vùng Dnipro-Petrovsk của Ukraine là hơn 3,5 nghìn tỷ đô. Và nhìn chung, các vùng màu mỡ nhất của Ukraine nằm ở phía đông nam, chính là những khu vực chiến sự đang xảy ra. Nga coi đó là lãnh thổ của đế quốc Nga và vốn thuộc nước Nga cho đến thời Liên Xô mới được cắt sang Ukraine để tạo ra quốc gia này, trong khi trên thực địa quân đội Nga đang tiến bước rất vững chắc hướng tới mục tiêu giải phóng hoàn toàn 4 vùng mới sát nhập, bao gồm cả Donetsk và Lugansk. Chính vì vậy mà theo Forbes, bây giờ thì rõ ràng tại sao Washington và các đồng minh lại lo sợ rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể giữ được các khu vực này. Điều đáng chú ý là cùng thời điểm, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã đưa ra một tuyên bố thẳng thắn về vấn đề này. Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết, Ukraine nằm trên vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và đó là lý do tại sao Mỹ cần phải tiếp tục cung cấp cho nước này viện trợ quân sự và tài chính để họ không bị thua trong cuộc xung đột. Trong trường hợp Nga giành chiến thắng, người Mỹ khó có thể đạt được bất cứ điều gì ở đó. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho rằng Ukraine đang ngồi trên lượng khoáng sản trị giá hàng nghìn tỷ đô và Washington có thể hưởng lợi từ điều này. Trong chuyến thăm Kiev, ông Graham cho rằng Mỹ cần phải tiếp tục viện trợ cho Ukraine để Kiev có thể thắng trong cuộc chiến với Nga. Ông cho rằng Ukraine có trữ lượng khoáng sản khổng lồ và điều này sẽ tốt cho nền kinh tế Mỹ. Ông Graham, một chính trị gia có quan điểm ủng hộ Kiev, đồng thời ca ngợi tinh thần chiến đấu của phía Ukraine. Người Ukraine đang ngồi trên hàng tỷ đô khoáng sản và điều này có thể giúp ích cho nền kinh tế Mỹ. Vì vậy, tôi muốn tiếp tục giúp đỡ những người bạn của chúng ta ở Ukraine. Chúng ta có thể giành chiến thắng, họ cần sự giúp đỡ của chúng ta, ông Graham tuyên bố. Ông Graham cho biết, ông có kế hoạch trình dự luật mang tên ủng hộ Ukraine vào tháng tới. Dự luật này nếu được thông qua sẽ biến thỏa thuận an ninh song phương hiện tại giữa Mỹ và Ukraine thành luật chính thức. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev từng phỏng đoán về lý do Mỹ duy trì viện trợ hàng tỷ đô cho Ukraine. Ông Medvedev cho rằng cả Ukraine và các đối tác phương Tây đều tập trung vào mục tiêu có thể kiểm soát vùng Donbass vì tài nguyên thiên nhiên dồi dào ở khu vực. Ông dẫn nguồn dữ liệu cho biết, Ukraine có trữ lượng khoáng sản lên tới 14.800 tỷ đô, trong đó 7.300 tỷ đô nằm ở Lugansk và Donetsk, chiếm gần một nửa. Trong khi đó, giới lãnh đạo hiện tại của Kiev được cho là rất hiểu lý do thực sự cho liên minh của Mỹ. Nhưng rõ ràng, để sống tốt, nhà cầm quyền Zelensky và nhóm của ông đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà chính thiên nhiên đã ban tặng cho Ukraine. Thực tế, Ukraine đang nhận viện trợ rất nhiều từ Mỹ và phương Tây. Những khoản viện trợ này phần lớn là viện trợ có điều kiện hoặc phải trả lại chứ không phải viện trợ không hoàn lại cho không Ukraine. Vì vậy, sớm muộn gì Ukraine cũng phải thực hiện các nghĩa vụ trả nợ viện trợ bằng nhiều cách khác nhau. Ở chiều ngược lại, Moscow đã nhiều lần nói rằng phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột. Chính phủ Nga cũng cho biết bất kỳ hành động nào được thực hiện để chuyển giao tài sản của mình mà không có sự đồng ý sẽ được xem là bất hợp pháp. Ông Peskov từng cảnh báo về việc tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống kinh tế phương Tây. Ông cho biết Moscow sẽ trả đũa bằng cách sử dụng công cụ pháp lý. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết nếu Nga tuân thủ các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Chúng sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn một khi Ukraine gia nhập cả NATO và EU. Những bước đi này chứ không phải những biện pháp nửa vời của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chấm dứt xung đột, thiết lập nền hòa bình lâu dài, đảm bảo châu Âu chịu gánh nặng duy trì nền hòa bình đó và thiết lập lại tự do và an ninh trên lục địa, ông Pompeo nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị Glenn Diesen của Na Uy cho rằng phương Tây có thể sẽ đồng ý ngừng bắn nhưng là để tái trang bị vũ khí và khôi phục lực lượng vũ trang Ukraine. Các nước phương Tây đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn với Liên bang Nga để tái trang bị cho quân đội Ukraine trong thời gian này nhằm tiếp tục cuộc xung đột. Nhà khoa học chính trị Na Uy Glenn Diesen nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Rachel Blevins. Ông cho rằng Nga phải cẩn thận vì phương Tây đang tìm kiếm cơ hội để kéo dài thời gian, thiết lập lệnh ngừng bắn và tại thời điểm này tái trang bị cho quân đội Ukraine để tiếp tục chiến đấu. Nhà khoa học chính trị chỉ ra rằng ông không thấy lý do gì để Nga tin tưởng các nước phương Tây trong các vấn đề ngừng bắn vì các quốc gia này đã phá hoại mọi thỏa thuận, vi phạm chúng và hành động vì lợi ích của riêng họ. Ông Diesen lưu ý rằng cuộc xung đột Ukraine là cách để các nước phương Tây làm suy yếu Nga. Moscow rõ ràng cũng hiểu rõ điều này, nhất là sau hai thỏa thuận Minsk 1-2014, Minsk 2-2015 cùng dự thảo hòa bình sắp được ký kết vào năm 2022, nhưng cuối cùng đã bị Kiev và phương Tây ném vào giỏ rác. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.